Thì trong cuộc sống có nhiều đàn ông có nhiều cái dấu hiệu nhận biết đàn ông nghiện vợ. Thì cái câu nói này mục đích là gì? Mong các đàn ông chúng ta nhận thức được nha. Một là khách bên vợ ngắm vợ rồi tự cười sao kỳ ta. Hai là khách cắn vợ, ôm vợ rồi sơ hở là hôn vợ là sao kỳ vậy. Ba, đêm ngủ khất giờ nào thì tay sờ giờ đó. Những cái câu nói nhân gian thì mục đích là gì nha, để chúng ta hiểu được. Thì câu nói để nói chúng ta suy ngẫm và suy nghĩ. Khi một người đàn ông không có tiền thì rất nhiều người phụ nữ từ chối bằng một câu nói vắng, để không phải là tiền mà là chúng ta không hợp nhau. Thì còn khi mà một người đàn ông có tiền thì có rất nhiều người phụ nữ đồng ý bằng một câu như thế này: vấn đề không phải vì tiền mà em yêu anh, mà vì hợp nhau, vì nhân cách, vì con người của anh. Có phải vậy không? Có những câu nói đơn giản, có những câu nói chúng ta cứ nghĩ là dễ lắm nha. Trên đời này có đến cả mấy tỷ người, gặp được nhau đâu phải là điều dễ dàng. Có duyên có nợ mới gặp mặt, đó là một nhân là duyên của mình. Trốn tránh cũng vô ích, đã là vô duyên có muốn tìm nhau cũng không được. Thì nói chúng ta nghĩ rằng thì trong cuộc đời này ai mà không hiểu là không được. Thì trong cuộc sống có người thì chung thủy, có người thì ngoại tình. Thì cái ngoại tình là có nhiều cái nỗi khổ nhất, có nhiều người ngoại tình như thế này: đàn ông vì tình dục, đàn bà vì cảm xúc. Nhưng mười đàn ông ngoại tình thì có chín thằng không chịu bỏ vợ, 10 đàn bà ngoại tình thì cả 10 cô đòi bỏ chồng. Bởi vì đàn bà nhìn thấy nhiều kẻ hơn chồng mình, đàn ông không thấy ai tốt bằng vợ mình, rồi cả hai đều muộn màng. Khi những câu nói này để nói những cái câu của ông bà tục ngữ xưa để chúng ta biết được, nhưng mà chúng ta đừng chấp vào lời nói nha. Lời nói có mắc tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, chứ không phải lựa lời mà nói cho mắc lòng nhau, lựa lời mà nói cho khổ và làm khổ nhau nha. Mà chúng ta hiểu rằng thương nhau, yêu nhau, giúp đỡ nhau và chung thủy với nhau và sống nhau cả đời, dù chúng ta hoàn cảnh như thế nào cũng phải nhịn để mà sống. Mà sống để mục đích làm gì? Sống để chúng ta thương yêu nhau và giúp đỡ nhau và tạo điều kiện cho nhau.